Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ hôm nay ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 4 giờ sáng mai mùng 10 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, trong 12 giờ tới, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.